thế giới đại diện về Mỹ. Còn đây là cái hội mà hội ảnh chuyện Mỹ thì con là chủ tịch của họ này. Năm nay con đang tổ chức thi ảnh tới thành chúng ta. Mỗi năm thì con tổ chức như là thi ảnh quốc tế tại Washington. Thì năm rồi thì 64 quốc gia tham dự. Thì mỗi năm con được con á để tìm đối đề để tham dự cho được nó là bạn cần thủ quay về Việt Nam đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.